Ruron Diazen, sinh năm 1858, mất năm 1913, là một kỹ sư người Đức, là nhà phát minh của động cơ diesel. Ruron Diazen sinh ngày 18 tháng 3 năm 1858 tại Paris. Có 3 nhóm kích thước cơ bản của động cơ diesel dựa trên công suất nhỏ, trung bình và lớn. Các động cơ nhỏ có giá trị công suất đầu ra dưới 188 kW hoặc 252 mã lực. Đây là loại động cơ diesel được sản xuất phổ biến nhất. Những động cơ này được sử dụng trong ô tô, xe tải nhẹ và một số ứng dụng nông nghiệp, xây dựng, đồng thời là máy phát điện cố định lại. Động cơ diesel 1.000 sức ngựa. Động cơ diesel hay còn gọi là động cơ nén nổ hay động cơ CI được đặt theo tên của Ruron Diazen. Động cơ diesel là một loại động cơ đốt trong. Trong đó, việc đánh lửa nhiên liệu được gây ra bởi nhiệt độ cao của không khí trong xi lanh do nén cơ học, nén đoạn nhiệt. Điều này trái ngược với các động cơ đánh lửa như động cơ xăng hay động cơ ga. Độ nén cao này làm cho nhiệt độ của không khí tăng lên. Ở khoảng đầu của hành trình nén, nhiên liệu được bơm trực tiếp vào không khí nén trong buồng đốt. Động cơ diesel tăng áp kép, nó tạo ra công suất 649 mã lực và 1079 mô men xoắn. Chạy ở Portville, Oregon. Khó có thể nói được từ trong video, nhưng thứ này làm rung chuyển cả mặt đất khi nó chạy. Đừng than vãn về ô nhiễm, nó chỉ chạy trong vài phút, một hoặc hai lần mỗi năm như một minh chứng lịch sử.